thử muối kiến vàng đặc sản Tây Nguyên đi anh. Muối kiến vàng à? Nghe lạ thế nhỉ? Ừ. Nhưng mà phải thử mới được như đấy. Triệu Hội Trợ Lý Rùa sẽ giúp mình mở hộp. Ở chỗ mình là không có cái món này đâu, là phải đặt từ trong Tây Nguyên ra mới có đấy. Có xem trên video thấy người ta hay bắt kiến về ăn, cũng rất là tò mò không biết vị của nó như nào. Và ở trong cái hũ này thì người ta đã chế biến sẵn cho rồi, thấy có cả hạt ớt rồi muối trong này. Còn đây là con kiến vàng, cái mùi nó cũng khác so với muối thường nha. Không biết là ăn có được không đây, để thử một con xem nào. Nó có vị hơi chua chua các bạn ạ. Có đúng không nhở? Không hiểu sao con kiến nó lại có vị chua chua là sao ta? À, tiện có muối kiến vàng ở đây, mình sẽ thử là món gỏi đu đủ của đồng bào ED xem sao. Mày thế nhà, còn quả đu đủ xanh mang ra gọt luôn. Sau đó thì mang đi ngâm rửa qua nước muối đi cho nó đỡ nhựa, đu đủ xanh mà. Rồi bắt đầu bổ khía ra để một lúc, bắt đầu sắt thành miếng nhỏ. Cho thêm ít gia vị ớt, hành tím, thêm ít mùi tàu cho nó thơm, miền trong gọi là ngò gai đấy, còn chỗ mình gọi đây là mùi tàu. Đúng ra là phải thêm một vài gia vị nữa như kiểu là lá cóc hay là quả trong lu, nhưng mà hiện tại thì mình đang không có đủ. Thôi thì đành tạm vậy, hy vọng sẽ có dịp vào Tây Nguyên ăn cho nó đủ vị hơn. Cho thêm một ít muối tiêu rồi bỏ vào cối giã. Nó đều đều một xíu, bắt đầu là cho mùi tàu, cho đu đủ vào. Đấy, lại bắt đầu là chảy cối giã trộn đều mọi thứ lên. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được cái muối kiến vàng này rồi. Vắt thêm một ít chanh vào nữa. Làm cái món này là phải dùng đến chảy cối hơi nhiều đấy. Vì thiếu gia vị cho nên là mình cho thêm ít rau thơm với một ít lạc, hạt lạc hay còn gọi là đậu phộng đấy. Giã xương xương một lúc nữa cho topping nó đều lên. Rồi, và cuối cùng giây phút này cũng đã đến lúc tận hưởng thành quả rồi. Xin mời cả nhà nhé. Làm miếng cái chứ thèm quá rồi. Nghe chừng trộn đu đủ kiểu này ăn cũng được đấy nha. Quả này mà làm thêm bát cơm để ăn cùng nữa này hơi bị hợp lý thôi nha. Lần đầu tiên làm trộn đu đủ theo cách này và cũng là lần đầu tiên được ăn muối kiến vàng. Bình thường kiến cắn thì đau nhưng ai biết đâu trộn kiến lên ăn nó lại hay thế này. Kiến vàng nó có một cái vị chua và hăng nhẹ rất là đặc trưng. Nó chua kiểu khác hẳn so với chanh, một cái hương vị vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt ở đây đó là hay bị hết cơm. Biết thế nấu nhiều cơm xíu, ai nghĩ đâu tốn cơm thế này. Lúc nãy cho hơi nhiều ớt thành ra là hơi cay. Thêm cốc nước ngọt là phê ngay cái thằng người. Muối kiến vàng này mà để nấu canh chua hoặc là để chấm thịt nướng thì nó cũng ngon cơ. Tuyệt vời luôn. Không hổ danh là đặc sản Tây Nguyên. Mình phải đánh giá đây là một trong những loại muối đặc biệt nhất Việt Nam. Nếu ai chưa biết đến nó thì nên thử một lần đi nha.